Rồi, nào, diễn viên chính vào đi. Nào, chuẩn bị nhá. Chuẩn bị. Bắt đầu. Rồi rồi, mút đi, mút đi, mút đi. Rồi, say đắm đi, say đắm đi. Cảm xúc vào cái tay đi, tay đi, tay 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 tay. Rồi, tốt lắm. Cắt. Rồi. Đó, diễn viên chính ra đi. Diễn viên đóng thế tiếp tục. Nào, nối nhá, nối từ bắt đầu hôn nhá. Chuẩn bị. Bắt đầu. Rồi, cắt. Không được, không được. Cắt cả đôi đâu. Dạ, đây ạ. Đi vào, đi vào đi. Đôi rồi, diễn viên chính thay áo cho cắt cả đôi đi. Rồi, cậu đóng thế cứ đứng đấy. Cậu đóng thế cứ đứng đấy. Nào. Đấy, tát làm sao? Tát phải rất thật. Đấy, rất thật, tát phải thật thì người ta mới có cảm xúc. Đấy, chuẩn bị. Đấy, nó phải thế chứ. Rồi, quá tuyệt vời. Đây. Anh ơi, cảnh này tát thật nhỉ anh nhỉ? Đây, tát phải thật như thế thì mình nó phải đủ lực thì người ta mới có cảm xúc. Đó. Nào, mời em. Mời em. Rồi, cảm ơn em, diễn rất tốt. Ô kìa, trợ lý đâu? Diễn viên chính người ta xem có lạnh không, khoác áo cho người ta. Nào, khoác áo đi, không lạnh diễn viên nào. Alo. Cái gì? Được rồi, tao về luôn nhá. Anh trợ lý ơi. Sao? Anh ơi, bài của em xong rồi đúng không ạ? Xong rồi. Thế em xin phép em về trước. Ừ, về đi. Này. Dạ. Mai vẫn còn cảnh tát đấy, đến đúng giờ nhá. Dạ vâng ạ. Đoạn tiếp theo đi. Rồi, quay đoạn tiếp theo đi. Anh tâm lý thế. Biết em thích ăn mắm tép chân thịt PTK này nên là ngày nào anh cũng tặng. Miễn sao em thích là được. Em này, tối nay em có rảnh không? Mời em qua du thuyền, hai đứa mình dùng bữa tối nhá. Anh Dũng này, anh buông tha cho em được không? Nhưng mà quà em vẫn nhận mà. Quà ấy thì em xin, nhưng mà thích anh thì em phải nhắc lại lần thứ 100 cho anh biết là tôi không bao giờ thích anh. Được, nếu vậy em cho anh hỏi, anh thua người khác ở điểm nào? Về độ giàu có nhá, bố em tuổi gì? Nhà nhá, nhà em mà cái lỗ mũi nhà anh to gấp mấy lần như này cơ. Anh Dũng này, cho dù ấy anh có là tỷ phú đi chăng nữa ấy, thì với em cũng no never never love you, you understand? Vậy lý do cụ thể là gì, em nói đi. Em nghĩ là anh không nên nghe lý do đâu. Anh muốn nghe và anh phải nghe. Thứ nhất là mắt lé. Thứ hai ấy, là mặt sẹo. Thứ ba là lùn. Còn thứ tư ấy, là hôi nách. Thứ năm 99, 100. Vừa lùn, vừa xấu, vừa vô duyên. Xấu cái gì? Đơn giản. Xấu thì anh đi thẩm mỹ. Còn đây là quà của em. Em nhận đi. Vàng trắng ạ. Anh tặng em ạ. Đúng rồi. Em xin.
Tôi tưởng em thế nào, em cũng thực dụng lắm. Cái gì? Cái gì? Anh nói lại cho tôi nghe xem nào. Tôi bảo em thực dụng. Thực dụng á? Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa, nhớ chưa? Ui, lưu ba kiếm tỷ, lưu ba kiếm tỷ. Hả? Không bỏ cuộc, không bỏ cuộc. Cái gì? Rồi rồi, tao mày ngay. Tôi chết rồi. Đây nha, riêng ngày xưa cái khu này với cái bể cá coi này ấy, tôi đầu tư gần nửa tỷ luôn đấy. Đấy cả chị. Mỗi ngày mà cậu ở nhà tôi mà cậu được ngắm cái vườn cây này với cá nhà tôi thì cậu cũng trẻ ra đến vài tuổi luôn đấy chứ. Phong thủy hữu tình đấy. Đấy, cái nhà tôi cậu nhìn xem, bếp núc tôi làm là rất cẩn thận. Nhà thì 5 tầng nhưng chỉ có 6 phòng ngủ, phòng nào cũng rất to và đẹp. Đấy, cầu thang cũng là gỗ rất là xịn sò. Và tôi nói cậu nghe nhá, cậu ở một phòng thôi, cậu cứ đưa cả nhà, cả họ, cả hàng ở quê lên ở nhà tôi thoải mái luôn. Vâng, vâng, vâng. Ừ. Nói chung ý là ở cái nhà này thì hướng rồi là phong thủy em rất là ưng. Ừ. Nhưng mà chị ơi, sao lại ở đây lại có cái bình mà nhà chị từ nãy giờ em đi toàn thấy bình cổ thôi. Bình này còn ghi là cấm sờ, như nào chị? À, cái bình này thì là ông bà tôi dặn là di chúc không được động đến, không hiểu phong thủy nó thế nào đấy. Cho nên là vị trí nó ở đây là không bao giờ được động chạm tới. Đấy, thì cậu giữ hộ tôi phải ghi chữ cấm sờ đấy. Thế là trẻ con ấy, nhắc hộ tôi. Không được rồi, không được rồi chị ơi. Sao? Nhà em thì nhiều trẻ con lắm. Nếu mà nó không ai nó chạm vào cái này vỡ thì em lấy tiền đâu ra mà đền chị. Khó nhở. Thế nên là chị phải cân nhắc xem di chuyển cái này đi ra chỗ khác thì em mới thuê. Thôi được rồi, để đấy tôi tính rồi tôi chuyển đi. Vâng, nếu mà như thế thì em chốt ạ. Ôi ơi, Tuất ơi là, Tuất ơi, sao phải đi thảm thế, Tuất ơi. Chúng ta có lỗi với mày, có lỗi với gia đình mày, Tuất ơi. Này, hai cậu làm cái gì đấy hả? Là có người ngày này năm ngoái mày chết tức cười ở đúng chỗ này. Hôm nay là ngày dỗ của mày mà tao không có cái gì để cúng mày. Tuất ơi, Tuất ơi, là Tuất ơi, mày ra đi mà linh hồn mày vẫn quẩn quanh ở đây. Đêm nào mày về mày cũng gõ cửa rồi chúng ta. Sao mày không siêu thoát cho nhẹ lòng? Ôi trời ơi, này cứ tu đã, thuê nhà này cứ tu đã. Hai cái thằng này, mày có biết này là khách thuê nhà của tao không? Dạ biết. Biết rồi mày thế à? Chị ơi, hôm nay là ngày dỗ của Tuất chị ơi. Thằng Tuất là thằng nào? Trời ơi, sao chị quên nhanh như thằng Tuất nó quý chị nhất mà chị ơi. Này tao chỉ biết hai thằng chúng mày thôi, thằng Tuất là thằng nào hả? Trời ơi, chị ơi, thằng Tuất nó quý chị nhất. Mỗi lần chị đến, còn thằng Tuất nó đều quẫy đuôi xong rồi liếm chân chị. Trời ơi. Này hai thằng này tao không đùa với mày nhá. Tiền nhà 3 tháng trả cho tao đi. Từ đấy mà làm cho. Chị ơi, chị từ từ cho bọn em. Bây giờ chị đuổi bọn em ra khỏi nhà thì tội bọn em. Vâng. Chị ơi, tôi thư thư cho các cậu, nhưng các cậu có biết điều đâu hả? Chị ơi, các cụ bảo là thương thì cho voi cho vọt. Chị thương chúng em thì chị cứ đánh chúng em đi. Chúng em xin lỗi chị, em chịu được mà chị cứ đánh đi. Biết à? Ôi trời ơi, chị không đánh em là chị không thương chúng em rồi. Mày thì để em tự đánh á. Tăng Du, mày là tăng mất dạy. Ăn trắng mặc trơn mà có 3 tháng tiền nhà mày không trả cho chị. Mày đúng là đồ vô dụng, đồ mất dạy. Chị ơi, em cũng là một thằng không quan. Chị đừng đuổi bọn em ra khỏi nhà mà tội bọn em lắm chị ơi. Thôi thôi thôi. Hai cậu làm trò với ai? Đừng làm trò với tôi. Nghe đây này, 3 tháng không trả tiền nhà là quá đủ rồi. 1 tuần nữa mà không mang tiền giả tôi thì hai cậu liệu mà bảo nhau xách quần áo ra khỏi nhà tôi, nghe chưa? Lứa! Im mồm! Còn tiền điện, tiền nước ngày mai đúng 10 giờ mà không nộp tôi cắt đấy. Liệu thật rồi.
cả tại mày đấy. Cứ thích hoành tráng làm gì? Mình đòi thuê căn nhà hoành tráng để lấy le tám cái đứa xinh xinh của nhà ông đạo diễn. Mày này, tao nói thật nhé, bây giờ mày vào trong kia ấy, mày vào gương, mày nhìn thẳng vào trong gương ấy, xong mày sống thực tế lại cho tao nhờ. Xin lỗi mày, tao mà số hai có ai là số một cả. Ngày nào tao chả soi gương, mặc dù là soi ở trong gương ấy, tao không được đẹp trai, mà nói trắng phớ là tao xấu trai. Nhưng mà có sao đâu, mày thì nhìn xem ngoài thiên hạ đầy những thằng xấu trai vẫn lấy được vợ đẹp, nhưng còn những thằng đẹp trai với được con vợ có ra gì đâu. Dựa trên quy luật ấy, tao sẽ chinh phục được làng, làng sẽ đưa tao lên hương, hiểu chưa? Này, đợi đến lúc đấy á thì mày còn chẳng có cái răng nào để mà ăn ấy. Xui dại. Lớn được là ai xui dại được mày đấy. Lòng vả như lòng sung. Chẳng phải mày cũng mới tiếp cận cái thằng cha đạo diễn ấy để có được vai lớn trong sự nghiệp còn gì đấy. Bây giờ đổ lỗi người cho tao. Thì mà mày, tại mày đấy. Đi thuê căn nhà hoàn tráng, bây giờ lấy tiền đâu mà giờ hả? Đầu tư nào cũng có rủi ro. Mà thôi, nói ít thôi. Bây giờ tao mày chia nhau đi tìm nhà mà thuê để lấy chỗ chui ra chui vào rồi tính tiếp. Thì đi. Con ngồi đấy à? Cho Tứ Thành bà chủ ơi. Ăn loại nào? Loại nào chả được. Tầm này đói loại nào cũng ngon. Này Kimiko này này ngon này. Ngon á, cho xin cốc trà đá. Hết đá rồi, uống nóng được không? Nóng được. Này, bán hàng thì mà cắt gạo với mắm tôm đấy. Thấp lỏng cái gì? Ăn đi. Thái độ. Cái thằng này, cái sao đấy? Nóng rồi. Anh được ăn cái đấy. Ăn cái này, loại này cũ rồi. Anh ăn cái này mới, ngon hơn. Mẹ xin ạ. Nhưng mà chị ơi, chị hơn em cả hàng giáp thế. Chị cứ gọi em là anh này em ngại lắm ạ. Hơn một giáp thì đã làm sao? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, gọi như thế là bình thường mà. Ăn đi, em không lấy tiền đâu nhá, ngon lắm đấy. Đúng rồi, xấu trai thấy có tội thật. Thốt mỹ tình cái gì, tao bảo mày tìm phòng trọ, mày ra đây mình ngồi à? Thì tao hỏi hai cái dãy bên kia. 3 triệu một tháng, đóng 3 tháng một lần, cọc một tháng 3 triệu, trả phòng hoàn tiền. Vậy vì tạm thế, 3 triệu một tháng, đóng 3 tháng 1, cọc một tháng 3 triệu. Bao giờ giả phòng ấy, thì người ta giả cọc. Căng nhỉ, đâu giờ tiền bây giờ. À em ơi, cho anh hỏi. Em cái gì mà em, mất dạy. Tao mà lấy chồng sớm, con tao bằng tuổi mày đấy. Nhưng mà sao lại gọi thằng này bằng anh? Anh ấy khác, mày khác. Thế thì cho thằng này hỏi, quanh đây có nhà nào cho thuê 800k có đầu không? Khu bên kia có 2 triệu rưỡi một phòng kìa. Nhưng mà hết phòng rồi. Chị ơi. Lại chị rồi. Em ơi. Em ơi. Dạ. Em ở đây ấy, em để ý xem nhà nào mà cho thuê rẻ rẻ, em bảo bọn anh nhá. Có đấy, nhà em có một phòng. Điện nước em không lấy đâu, 500.000 một tháng. Ui, thế tốt quá, chốt một năm thuê chị ạ. Vớ va vớ vẩn, ai cho mày thuê? Phòng đấy chỉ ở được một người thôi, anh sang luôn nhá. Thôi mày nữa ở đi. Ơ kìa, không trả tiền thạch à? Anh không phải trả đâu, anh đi về đi, em tặng đấy, mai anh lại ra nhá.
Ôi đẹp trai thế. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy gái xinh bao giờ à? Trả tiền đi. Trả đi. Nhanh lên. Thì trả chứ làm sao nữa.